Ocarina. Và thật ra thì họ lại bổ sung thêm một cái trường hợp mà anh thấy là nó không thực sự hợp lý lắm. Đúng là chỉ thi đấu ở vị trí làm content thôi. Và bây giờ thì cân này lấy ra một bạn nữa dành cho chị Don Gray. Sai bóng ra team 4 WYG. Hello, xin chào các bạn đã trở lại với Huyền Thoại Sinh Tồn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với góc nhìn Turi. Nhưng mà hôm nay tôi đến nhà Di Cơ để đàm đạo về đó là vòng playoff của Yomos VFL Summer 2023 từ chiến. Nhưng mà trời nó lại mưa gió, mà đi tìm mãi chưa thấy nhà Di Cơ đâu. Bây giờ tôi chắc là phải gọi cho Di Cơ phát, chứ còn ở đây vừa mưa to xong nước nôi linh láng quá anh em ạ. Đấy, tôi gọi Di Cơ phát xem ông ẻm đang ở đâu. Alo? Alo, Di Cơ à? Em đây. Đâu đây? Khó tìm thế. Anh đang đứng đâu đây? Anh cũng không biết anh đang đứng ở đâu nữa. Chỗ này nước nôi linh láng, công viên công vùng gì đấy. Rồi. Anh đứng im ở đấy, chờ em tí em chạy xuống em đón giờ nhá. Thế à? Đây. Anh đến cái đoạn nào rồi? Anh đến cái đoạn nó rất nhiều cây, rất nhiều nước. Đây rồi. Anh dài. Ê, sao hôm nay dòng đệ đến nhà tôi hôm nay? Thì hôm nay đến để gọi là đàm đạo về VFL đấy còn gì nữa. Thế à? Thôi được. Thế thì khả năng cao là tí nữa anh em mình có nhiều câu chuyện để nói đấy. Thế này mà đứng thế này cũng nắng quá. Hay là anh lên nhà em đi. Đi. Lên nhà em xong rồi chúng ta cùng nhau đàm đạo những điều hôm nay anh nói. Được. Đi. Mà sao chỗ này nước nôi linh láng ấy. Đây. Ôi dồi. Anh vào đây. Ôi. Anh cứ vào đây. Thật sự ạ. Cứ vào đây đi anh ơi. Xong rồi giới thiệu với anh một tí. Đây là cái nhà của em. Nhà này là hiện giờ là em đã bao trọn cái nhà này. Đấy, nhưng mà đây thật ra là nhà thuê. Mời anh ngồi. Anh ngồi đi. Ui, nhiều gấu bông thật. Ôi sự giời ơi, một người đam mê gọi là thích gắp gấu như em thì anh ngồi đi. Ôi dồi. Đẹp đấy. Tôi ngồi cho ai chill nhỉ. Ngoài sáng mà làm ấm trà nhỉ. Xong rồi nhìn ra ngoài cửa sổ này, bao nhiêu ý tưởng làm clip. Em định ngồi đây xong rồi buổi sáng chill người ghi một tí. Đấy, xong rồi nghĩ ra được bao nhiêu ý tưởng thì tí vào làm clip thôi. Clip làm việc một ngày như nào? Một ngày thì em sẽ dậy từ lúc 8 giờ. Sau đấy là ăn sáng các thứ xong thì cũng đến gần 9 rưỡi 10 giờ. Thì bắt đầu vào hành trình làm việc. Làm việc xong rồi cũng đến trưa live stream luôn. Thì cái tính của em thì lại không ăn trưa. Xong rồi đến đầu giờ chiều mới ăn. Đấy. Xong rồi làm việc cũng lại đến tối, xong tối lại đi bình luận. Thế thôi. Kiểu người gọi là năng sót đúng không? Đấy. Vì công việc có khác. Đấy, đầu tư nhiều nhỉ. Hay là em giới thiệu cho anh cái phòng làm việc của em nhỉ? Thế nên là xem phòng live stream nhỉ? Đi. Em là tí làm việc live stream đi. Điều đấy, giới thiệu với anh đây là phòng làm việc của em. Thật ra thì đây là chỗ ngồi của vợ em. Đấy. Trợ lý à? Trợ lý. Còn riêng bản thân em thì lại có một cái chỗ ngồi làm việc riêng. Là cái góc này. Cái góc này thì thường sẽ ngồi live stream cho các bạn cùng xem luôn. Và cũng như là đến làm giờ làm việc là cũng bắt đầu ngồi viết content ở đây. Phía bên này. Đấy. Giới thiệu với anh đây là kho gia tài của em. Đầu tiên phải kể đến là hai cái nút bạc. Đấy, hai cái nút bạc thì cũng đã về lâu rồi. Nhưng mà riêng cái nút vàng này thì em chỉ mất 4 tháng thôi. Dinh được nó về. Quá mạnh luôn. Tiếp theo đấy là những con mô hình của em. Con mô hình này thật ra thì em thích Dragon Ball nên là em lại cũng chỉ sưu tập Dragon Ball thôi. Còn con Luffy này thì là do một người bạn của em tặng. Còn đây là rất nhiều những hộp quà của Phi Mai quà khắc mùa sinh nhật. Thì đây là một trong những cái mà em cũng lưu giữ lại và để là làm kỷ niệm nhiều. Bảy viên ngọc rồng này có ước không đây? Không ước được nhé. Rồi còn một cái đặc biệt hơn nữa. Nhiều thẻ chưa? Đây là những cái bức thẻ mà có lẽ là... Cái này lạ chưa? Lạ. Còn đây thì rất nhiều mùa của FIFA thì em đều được làm bình luận viên và cũng đều có những cái thẻ riêng của mình. Thì đây đặc biệt là cái thẻ này. Thẻ này là cái thẻ mà được làm ở mùa SEA Games vừa qua. Trong mặt khác ấy. Trông như là ông nào ấy nhỉ? Anh phải hỏi Photoshop. Trông nó hơi kỳ lạ một tí. Nhưng mà nói chung là đây đều là những mùa offline mà được đi làm bình luận viên. Rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ. Tất cả đều được lưu giữ lại, không thiếu bất kỳ một cái thẻ nào trong các mùa đi làm bình luận viên. Quá xịn sò luôn. Là kho tàng kỷ niệm. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào phần chuyên môn nhỉ. Chơi rồi thì đủ rồi. Đấy, thì em đánh giá như thế nào về 4 team của trong vòng playoff? Chúng ta có team Flash, có God of War, có P3
P-Sport và WAG. Thì sau cái vòng bảng vừa rồi thì bình luận bên Jiker đánh giá như thế nào về cả 4 team? Bắt đầu từ đội đứng đầu trên bảng đi, đó là God of Wolf. God of Wolf họ có một cái lối chơi khá là tự tin, đặc biệt là việc bổ sung thêm anh chàng Vô Lý. Vô Lý thì thời gian gần đây thì chúng ta thấy được rằng là việc anh chàng này có cho mình vị trí sniper và sử dụng con Orion đó cực kỳ hiệu quả. Thường thường thì kể cả đến anh Hải thôi, anh Hải cũng sẽ cảm thấy được rằng là chúng ta không đặt quá nhiều những cái hy vọng vào cái con Orion đó. Khi mà con Orion nó đang thật sự chưa phù hợp trong những cái thời gian gần đây của meta của Free Fire, đặc biệt đó trong chế độ tử chiến. Nhưng ta thấy được rằng là khi mà Vô Lý được ra sân thì cái con Orion này nó phần nào đó hoàn thiện hơn về cái việc bị bắt lẻ đến từ đối phương trong tay của Vô Lý. Và đặc biệt hơn cả là khi chúng ta thấy được rõ ràng về việc là Vô Lý có những người đồng đội cover cho nhau, thì đó là một trong những cái mấu chốt giúp cho đội tuyển của God of Wolf họ có thể giành được chiến thắng. Đặc biệt lại còn có cả trước gặp Flash, khi trước Flash là một đội tuyển mà đang có chuỗi thắng 10 game mà ngay sau đó thôi khi mà gặp God of Wolf họ bị chặn đứng trở lại. Rõ ràng là Flash họ cũng gặp một vài vấn đề tâm lý, bởi đúng vì rồi. Ngày hôm qua thì họ gặp V-Gaming ấy, họ thậm chí họ thua cả V-Gaming. Đúng. Một cái đội mà có lẽ là chúng ta nghĩ rằng là Flash họ sẽ phải đánh bại một cách rất là thuyết phục. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với team ở vị trí top 2, đó là team Flash. Thì Flash ấy, trong 2 tuần đầu tiên ấy, họ chơi quá tốt luôn, rất kín kẽ, không gặp bất kỳ vấn đề gì. Nhưng đến trận gặp God of War thì theo em thì Flash họ có giấu bài hay không? Hay là họ đấy là thực lực của họ khi gặp God of War? Khó để có thể nhận định điều này. Cái thứ nhất, chúng ta thấy được rằng là họ đã có một cái chuỗi win bất bại mà chưa hề thua bất kỳ một game đấu nào, kể cả là không cho đối phương một cái cơ hội nào để có thể giành được một điểm. Nhưng đó, khi mà từ khi mà chúng ta được nhìn thấy rằng là team Flash chững lại khi gặp God of War ở những giai đoạn cuối cùng, thì đó là một cái câu hỏi được đặt ra đến không chỉ riêng anh em bình luận viên mà còn tất cả các khán giả đều hỏi rằng tại sao điều đó lại có thể xảy ra được. Khi mà một cái đội tuyển đang phong độ quá mạnh, họ từng tưởng chừng rằng là quá dễ dàng để có thể đạt được vị trí top 1. Theo em nghĩ là đó là một cái cách để cho đội tuyển của team Flash muốn giấu bài tại những cái vòng đấu tiếp theo. Không phải là họ là một đối thủ yếu, bởi vì chúng ta cũng đã từng được nhìn thấy là đội tuyển God of War có những cái ván thi đấu rất khó khăn để có thể giành được chiến thắng. Nhưng mặc dù là tới với đảo Thế Kỷ thì chúng ta thấy được rằng là một cái tỷ số nó hơi áp đảo. 6-0. Rất là vô lý đúng không? Rất là vô lý đấy. Với tỷ số 6-0 này có được không? Nhân nói về P-Sport ấy, thì P-Sport là một đội mà họ đã có những trận thắng và có những trận thua ở trong cái mùa giải VFL này. Thì theo em nhá, thì trong 4 thành viên mà đang thi đấu chính thức ở P-Sport ấy, bao gồm New K này, Nero này, Don't Cry cùng với vị trí Hoàng Anh, thì theo em vị trí nào là vị trí yếu nhất và dễ bị khai thác nhất ở trong đội hình P-Sport? Nếu như nhắc đến từ yếu trong đội hình của P-Sport thì em đang cảm thấy là Hoàng Anh là thời gian đầu. Anh chàng này có những cái sự ảnh hưởng về tâm lý, về việc là mới quay trở lại với chế độ tử chiến trong mùa giải năm nay. Nhưng càng về sau thì Hoàng Anh lại đang cố gắng ổn định bản thân mình hơn để có thể cải thiện phần nào đó về phần kỹ năng và cũng như là phối hợp nhịp nhàng với những thành viên còn lại trong đội tuyển. Nero cùng với cả Don't Cry thì khỏi phải bàn, bởi vì họ thường xuyên xuất hiện ở vị trí MVP rồi. Họ thường xuyên là người gánh team. Và thời gian gần đây có lẽ rằng là không chỉ riêng em mà có rất nhiều các bạn trên các kênh sóng huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports cũng nhận định rằng là New K là cái tên đang đôi phần nào đó bị giảm sút về cái mặt tâm lý và cái kỹ năng của bản thân mình. Và đội cuối cùng ở trong danh sách 4 đội chắc là yếu nhất trong số 4 đội rồi, đó là WAG. Bởi vì WAG thua cả God of War, thua cả P-Sport, thua cả team Flash. Thì vấn đề của WAG trong mùa giải năm nay là gì theo em? Em đang cảm thấy là WAG có một cái vấn đề gì đó về việc tâm lý thì phải. Khi mà họ đã từng đạt được cái danh hiệu là nhà đương kim vô địch chế độ tử chiến ở thời mùa giải trước, nhưng mà khi tới với một mùa giải mới, cứ gặp bất kỳ một ai gọi là có một cái phong độ ổn định thì họ lại đang đợi gánh quá nhiều vào vị trí của The Ghost hay là vị trí của Cyrus. Và đây là một cái mấu chốt mà chúng ta cần phải được cải thiện nhiều hơn ở trong những cái vòng loại kép sắp tới đây, để có thể được nhìn thấy một WAG vững bước đi tiếp chứ không phải là một cái tấm vé vớt như hiện giờ chúng ta đã được nhìn thấy. Theo em thì anh nghĩ là WAG nó có một cái sai lầm, đó là họ không bổ sung thêm về mặt nhân lực trước khi mùa giải. Ví dụ như team Flash thì bổ sung thêm một người đó Artemis rất là chất lượng luôn. God of War thì bổ sung Vô Lý bắn hết nước chấm rồi. P-Sport thì thật ra đội hình họ tương đối trẻ nên họ cũng không phải thay đổi quá nhiều. Nhưng mà thực ra mùa trước thì DNP vẫn còn thi đấu nhiều, mùa này thì đã bắt đầu đẩy các thành viên trẻ
lên bắn chính, nhưng mà đối với WAG họ không thay đổi gì cả. Vẫn là cái đội hình đó là Nhã, đó là Dolphin, đó là The Ghost, đó là Krillin và Cyrus. Và thật ra thì họ lại bổ sung thêm một cái trường hợp mà anh thấy là nó không thực sự hợp lý lắm. Đúng là chỉ thi đấu ở vị trí làm content thôi, đấy là WG Cam. Thì theo em thì cái này có phải là vấn đề mà khiến WG họ đã không thể thích nghi với lối chơi ở trong mùa mới không? Và nếu như mà bây giờ bổ sung thành viên để thay thế thì nên thay thế thành viên nào ở trong đội hình của WG hiện tại? Khó đấy, một câu hỏi khó. Các thành viên đến từ đội tuyển của WAG khi mà mùa giải vừa rồi họ đã giành được cái chức vô địch thì họ, em nghĩ là họ đang cảm nhận rằng là đủ rồi. Đến đây là đã đủ rồi, chúng ta nhân lực như thế này là đủ khả năng để có thể giành được cái chức vô địch. Nhưng hãy nhìn đi, khi một meta mới, một OB mới, một hệ thống nhân vật hoàn toàn mới được sửa lại thì cái meta của đội tuyển của WAG họ đang chưa phù hợp trong mùa giải năm nay. Việc có thêm những con nhân vật mới như là Sonya hay là Nairi được sửa lại, hay là Orion bị thất thế, hay là một vài cái tên khác. Và đặc biệt hơn cả là chúng ta tới với một mùa giải mà được sử dụng nhiều về kỹ năng. Ví dụ như kiểu chúng ta có thể sử dụng 3 con Tatsuya, 2 con Nam 124. Đó cũng là một trong những cái sự thay đổi lớn. Và đó là một trong những cái điều mà WAG họ đang hơi xem nhẹ trong mùa giải năm nay. Gì đấy? Có thông tin. Như vậy là đã có kết quả mà God of War chọn team, và God of War sẽ chọn đó là WAG trong cặp thi đấu đầu tiên. Nhưng mà em nghĩ rằng khi mà cái quyết định này đưa ra đến từ God of War, họ dường như là muốn trả thù. Họ muốn trả thù với những gì họ đã từng bị phải chịu đựng ở trong mùa giải trước đó. Khi mà chúng ta thấy được rằng là đội tuyển của WAG họ đã giành được chiến thắng tại trận thi đấu chung kết trước God of War. Và một trong những cái lần thi đấu mà đội tuyển của God of War họ có một cái chuỗi thắng hoàn hảo từ giai đoạn ban đầu đến cho đến cái khoảnh khắc kết thúc, thì đến cái gần như là họ đã chạm tay được vào chiếc cúp thì đội tuyển WAG họ giành ra. Và năm nay thì God of War muốn là để cho đội tuyển của WAG phải trải nghiệm cái cảm giác đó. Một cái cảm giác bị đau đớn suốt một cái mùa đó. Và đặc biệt em vẫn còn nhớ cái câu nói của Duck. Cúp trên tay và sói dưới chân. Đấy, đau đấy. Nha. Cái điều đấy là điều rất đau đấy. Theo em tỷ số giữa God of War và WAG sẽ là bao nhiêu? Tỷ số giữa God of War và WAG à? Anh nghĩ là 3-1. 3-1. Như vậy là vẫn nhẹ tay một chút cho WAG đúng không? Tại vì thật ra là nhiều người khi mà nhìn thấy kèo này sẽ bảo là 3-0. Tại vì trong cái cặp thi đấu giữa God of War và WAG trong một bảng ấy thì God of War cũng đánh bại WAG rất nhanh và rất thần tốc, rất chóng vánh. Thì nhiều người cũng dự đoán là cái khả năng là cái kèo này nó sẽ là một kèo rất lệch. Đó, và WAG nếu như mà họ phải thua 0-3 thì anh nghĩ là cũng sẽ là một đòn rất đau. Đấy, còn nếu mà dự đoán 3-1 cho Zeker thì anh nghĩ là nó vẫn còn gọi là nhẹ tay đâu điều gì đó. Ok, nhưng mà dù sao thì dự đoán thì cũng chỉ là dự đoán thôi. Và rất cảm ơn Zeker ngày hôm nay với rất nhiều những cái chia sẻ, và chúng ta cũng thấy những cái quan điểm của bình luận viên Zeker về đó là vòng chung kết vào cuối tuần này ở trên các kênh sóng điện thoại sinh tồn. Ok, rất cảm ơn Zeker vì buổi ghé thăm hôm nay. Và chúng ta đã kết thúc chương trình Góc nhìn Jury ở trong cái ngày hôm nay. Và đã có những dự đoán tới từ Zeker thì chắc chắn là các bạn cũng đã có cho mình những dự đoán của cá nhân về cái vòng chung kết. Và đừng quên là chúng ta sẽ có đó là 3 ngày thi đấu, bao gồm đó là ngày thi đấu bán kết, chung kết nhánh thắng, chung kết nhánh thua và chung kết tổng vào 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, chủ nhật tuần này. Các bạn đừng quên là theo dõi Yomos BFL Summer 2023 tử chiến ở trên các kênh sóng điện thoại sinh tồn nha. Còn bây giờ thì bình luận viên Riaki và Zeker tạm biệt, hẹn gặp lại. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.